Bị nhện cắn thì biến thành Spider-Man, bị lợn cắn thì biến thành Superman, còn muốn biến thành Sam thì phải cắn gì ta? Thế tao cắn mày nhá. Nghe cũng được đó. Ô mà khoan đã. Đã quá trễ rồi. Chẳng phải anh đâu. Lắng ngắm xa dần, ngắm xa dần bỏ rời để lại những giấc mơ. Lắng ngắm xa dần theo những tiếng cười, theo thời gian những hạt mưa như nẹt theo xóa hết tiếng yêu mặn nồng nghẹn ngào giữa chúng ta. Trước mặt anh điều đấy nó trá, tại sao người vội quay lưng là tiếng nói yêu anh chẳng rời xa anh. Chú đu 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 đu. Yo, what's up? Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Slenderman. Và hôm nay ta sẽ cùng nhau thử nghiệm sức mạnh của San trong Undertale. Thì các bạn thấy mình có lại không? Đó, mình đã trao hơn xưa đúng không? Tại vì bây giờ mình có mắt, có mũi, có miệng rồi đó. Tại sao tao lùn quá hả? Tại sao? Tại sao? Tóc tao đâu rồi? Tao không có tóc. What the fuck? Sao lùn quá vậy? What the fuck? Ok, được thôi. Thì các bạn có để ý không? Là cái camera của mình nó sát cái mặt của mình quá. Tại vì cái tay mình nó ngắn các bạn. Tại vì mình lùn quá mà. Fuck, sao lùn quá vậy? Ok, được thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử nghiệm sức mạnh nào. Let's go. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của San nha các bạn. Thì đầu tiên á, nếu các bạn bấm chuột phải thì nó sẽ bắn ra cái xương các bạn. Đó. Đó, thấy ghê không? Đó. Thấy ghê chưa? Đó, đỉnh cao không? Đó, xương này. Nói chung mình không biết xương đâu ra mà nó nhiều vậy, nhưng mà nói chung là nó bắn ra xương đó các bạn. Nếu các bạn có chơi game thì các bạn có thể biết cái chiêu này ha. Rồi, tiếp theo đó chính là cái đầu lâu. Đó, ghê chưa? Anh em ơi. Ủa bảo nó có tiêu rồi. Anh em ơi, anh em, hello. What the fuck? Nói chung là mình không biết nữa, tại vì là cái chiêu nó là vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ bấm thử lại nha. Đó. Nó sẽ triệu hồi ra một cái đầu lâu, sau đó là nó sẽ biến mất các bạn. Thì kể đi, ông quan tâm đâu. Và chiêu thứ ba chính là chiêu tạo ra xương từ dưới đất các bạn. Đó, ghê không? Đó. Ok các bạn, còn một chiêu cuối cùng chính là cái chiêu có khả năng khiêng khác lên các bạn. Đây, giờ mình cho các bạn coi nha. Đây, bây giờ mình sẽ khiêng nó lên đây. Đó, thấy không? Đó, mình đã khiêng lên này các bạn. Đó, thấy ghê chưa? Bây giờ mình sẽ cầm nó, mình chọi với tường. Đây, 1, 2, 3. Không được hả? 1, thử lại coi. À, bắn nhầm rồi. Nè, thử lại coi, đó. Đó, đập với tường. Không được hả? Sao nó không chết? Chết đi. Và ngừng xong, thu bé lại vừa bằng vài cái xương. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn chính nào. Thì màn chính hôm nay chính là chúng ta sẽ triệu hồi những con quái vật và chúng ta sẽ đấu với nó để coi là xanh với xanh những con quái vật đó ai sẽ mạnh hơn. Rồi, let's go. Đó, chứ bạn no, con dán kìa. Oh no. Bắn nó. Ủa sao yêu nhách vậy? What the fuck, tôi tưởng nó mạnh lắm chứ. Quá gà. Đó, tiếp theo chính là một con quái vật tụi nó to hơn các bạn. À, đâu rồi nha. Bắn nó, anh em ơi. À, trời, trâu quá kìa. Xương. À, một phát và anh đã ra đi. Ha, mày quái gà với tao. Mày tủ nồ với tao, hiểu không? Ok các bạn, thì ở trước mặt mình chính là một con chim các bạn. Tội nghiệp thiệt chứ. Đây là một con chim bồ câu này các bạn. Hồi nãy là cái con quạ các bạn. Bây giờ là chim bồ câu đúng không? Để coi. What the fuck? Sao nó chưa chết? Còn nó chết rồi. Đây còn đây chính là cái con hải âu các bạn, thấy không? Hải âu nè. Và nó không chết luôn rồi. Rip. Oh wow. Mày lai. Một phát ngay chân kẹt nè, đó. Bắn nó. Mày quá gà. Cài nguồn xong, bông chóp, thu bé lại vừa bằng một con mắt. Ơ các bạn đấy, các bạn hình như là cái con này nó không có chim các bạn ơi. Đó, không? Đó, không có gì hết luôn. Ở đây cũng không có, dưới đây cũng không có luôn. Như vậy là cái con này là cái con gì đây? Mà nó sinh vật gì vậy? Sao này không có chim hả? Mày ngu à, bò sát không có chim. Ờ quên chứ, cái con khủng long là bò sát mà bò sát nó làm cái chim đâu. Ủa trời, khủng long sao cái đầu nó đỏ vậy các bạn? Mình không biết rồi nha. Chặn lại, chọn nó đi. Kẹt rồi nha cu. À, kẹt này cho nó kẹt này. Đó, bắn nó.
Ô, cái con gì ta? Hello. Chào anh bạn. Wow, như cái này là cái con khủng long Bison các bạn. Bison đúng không ta? Đúng rồi, 1, 2, 3. Hello. Hello. Ok, thì bây giờ là mình sẽ gắn cho một cái sừng nữa. 4 cái sừng. Ôi trời ơi. Cái sinh vật gì đây? What the fuck? Enderdragon trong này hả? What the fuck? Mày đùa thôi. Nhìn cờ cờ. Ok, thì mình mới tặng nó 2 cái sừng các bạn. Thì đẹp không? Đó, 2 cái sừng này đẹp không? 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Ôi mẹ ơi, chết rớt 2 cái chân kìa. Tổ quá vậy. Hello, hello, hello. Wow, ông hàng xóm nè. Hello. Hello motherfucker. À. Một phát. Hai phát. I believe I can fly. Người nhân. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Sao người nhân yếu vậy ta? Mình nhớ người nhân nó mạnh lắm mà. Mình sao yếu vậy à? Khiêng lên coi. Đó, khiêng lên các bạn đó. Bây giờ mình đã khiêng lên nè, bây giờ mình sẽ cầm nó mình chọi qua tường các bạn. À. Rồi chết rồi đó, thấy không? Đó mình cầm mình chọi qua tường nó chết nè. Không biết là mình có thể nâng được một con khủng long không ta. Oh wow, oh wow, oh wow, nó to khủng khiếp luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử mình nâng nó coi. Ôi được kìa. Ôi vãi nồi, sao nó mạnh vậy luôn á. À, khiêng nó lên. Chọi qua tường nào, khiêng nó lên nào. Rồi. Chọi vô tường. Khiến nó lên. À. Bắn đi anh em. Bắn ở đây. À. Ôi mẹ ơi, nó trâu vật cả lợi. Nhưng cái này nó không có chim các bạn ơi. Ok, là bây giờ mình sẽ tặng nó cho nó một con chim. Đâu, mày đâu rồi? Đó, bây giờ là mày có chim rồi nha. What the fuck? Tao biết mày là cái giống gì mà mày trâu gì hả? Cái con khỉ kìa. Oh, what the fuck? What the fuck? Tại sao lùa mũi nó nằm trên đầu? Mình tưởng lùa mũi phải nằm ở đây chứ. Thiệt luôn các bạn, what the fuck? Kêu cái gì? Thôi kể đây, nó trâu quá mình chơi không lại. Nói chung là nó không cắn mày hết nên mình sẽ cho nó ở nợ đó. Biến đi mày, tao quan tâm mày nữa, biến đi, tao quan tâm mày, biến đi. What the fuck? Bị đồ tao à? Cái gì đây? Mày làm gì hết chép? Ok, cái này đâu phải chép đâu. Rồi xong, chết luôn rồi. Rồi xong. Sao yếu vậy ta? Mày nhìn cái gì? Trời. Một phát bắn xuyên đầu này các bạn. Hai phát xuyên đầu. Ba phát xuyên đầu rồi chết luôn rồi. Mà kêu một cái là cái con này nó không có té các bạn. Mỗi lần nó chết là nó sẽ đứng các bạn. Đó thấy không? Đó nó chết rồi đó nhưng mà nó vẫn đứng nè. Bắn. Chết nè, 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 chết nè. Mọi mày quá gà. Oh wow, thật tuyệt vời. Lần tiên trong 10 năm chơi game mình mới thấy một con gái trong game đây. Oh no, cô ấy đang cầm cái súng kìa. Bỏ súng ra không? Rồi một phát chưa chết đúng không? À, lái vào công chúa. Mình tới sợ mấy công chúa. Oh no, công chúa té rồi kìa. Oh no, oh no, chết nó kiểu gì đây? Trời. Đi quýnh nhau mà đi mang gì? Cao gót nữa chứ, mình không hiểu cái con gái đi nghĩ gì luôn á các bạn. Phong cách quý tộc. I am the one, don't waste your time, don't need a gun to get respect up on the street. Con gái thật là kỳ lạ. Hello. Nhìn cái gì? Hello. Cái mặt nó ghê các bạn ơi. À. Bắn nó. À. Bùm và thanh niên nó ra đi vĩnh viễn. What the fuck? What the fuck? Cái gì đây? What the fuck? Mày làm cái gì vậy? Mình đùa thôi. Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, cái con gì đây? Cái con gì đây? Cái con gì đây? Hello. Oh. Oh. Oh no, oh no, my life. Oh no, oh no, cái thằng này nó mạnh quá, chơi không lại các bạn ơi. Rồi coi kìa, nó bất tử rồi kìa các bạn ơi, nó mạnh quá. My life hả? What the fuck? Mày chết đi. No. Oh no, oh no, cái thằng này nó giống như nào? Oh no, oh no. Tao không anh em gì hết trơn hết á. À. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Chết đi. Chết đi. Cái con gì ở đây?
sao nó xấu vậy? Mày like? Mày like hả? What the fuck? Oh my god. Oh my god. What the fuck? Ok, mình đã thấy video này, đừng quên là cho mình một like, một share, subscribe và comment dưới cho mình biết ý kiến của các bạn. Thì xin lỗi các bạn, thì cái tại vì cái tập này nó hơi dở và nó hơi ngắn. Tại vì là mình cũng hết sức rồi, mệt quá. Ok, và con người mình sẽ gặp. Bye bye. Subscribe cho hiểu không? Subscribe đi, subscribe lẹ đi.